À, thì ra lý do mà lấy cái tên Mingu là có dính tới Hàn Quốc nè. Tôi tên là Anh Đức. Anh Đức. Anh Đức. Hiện tại tôi đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh Đức. Thế giới lớn thế nào, mình lạc nhau có phải muôn đời. Dòng người vội vàng qua, người sẽ đứng nơi đâu chờ ta. Em rùng mình quá vậy dạ. Em bị sợ cái tên đó chịu không? Tự nhiên em đang đứng thẳng vậy, nghe tên Anh Đức em quéo lại luôn. Ủa sao dạ? Sao sợ Anh Đức dạ? Em sợ dạ, nói chung mối là tình đầu, mối tình đầu. Mối tình đầu dạ. À, có liên quan gì đó với Anh Đức? Mối tình đầu. Thôi chị ơi, chị biết là chị giả bộ chị ơi. Đặt là chị không biết vậy đó. Dạ. Sao thường hay cái từ khóa cuối cùng nó hay bị gãy tâm lý quá vậy ta? Thất tình thì con người ai cũng thất tình. Bởi ai cũng mấy yêu đương, ai cũng hạnh phúc mà ai cũng mấy bị thất tình. Vinh có bao giờ bị thất tình chưa? Rất nhiều mà. Vĩ Dạ có bao giờ cũng bị thất tình chưa? Dạ, 10 năm nay rồi tôi chưa biết thất tình là gì. Ngày cách đây 10 năm là có thất tình. Anh Đức ơi, ngày xưa là Đức thất tình em. Nhưng mà em thất tình ai, có bao giờ dạ, thất tình em ai có chưa? Giá lắm mọi người ạ, à. Đức thất tình em. Và bây giờ là không biết thất tình là gì. Tại vì đâu còn tình nữa đâu mà thất. Đúng rồi, bây giờ mình có chồng rồi thất bây giờ tình. Có chồng rồi thất tình gì thất tình nữa? Chồng quánh chết chị.